Vài năm trở lại đây, cháo dinh dưỡng trở thành món ăn quen thuộc, nhanh chóng và đảm bảo dinh dưỡng của nhiều bạn nhỏ. Tuy nhiên, để nhận biết đâu là một địa điểm cung cấp cháo dinh dưỡng đảm bảo vệ sinh và đủ chất dinh dưỡng lại là nỗi lo lắng chung của nhiều phụ huynh. Tìm hiểu về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau. Cháo dinh dưỡng hiện nay đa phần được bán tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tự phát. Người tiêu dùng không thể kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, cách chế biến, bảo quản hay nấu đi nấu lại, dẫn tới chất lượng không đảm bảo. Hiểu được nỗi lo của nhiều khách hàng trong việc chọn mua cháo dinh dưỡng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại An Tâm với thương hiệu cháo dinh dưỡng An Tâm Vina Cháo. Từ năm 2010 đến nay, An Tâm Vina Cháo đã phát triển gần 60 cửa hàng, với tầm nhìn năm 2027 sẽ có 500 cửa hàng hoạt động trên toàn quốc, cung cấp những sản phẩm tươi, ngon, lành. Trong đó, tươi được khẳng định qua việc giữ thành phần dinh dưỡng từ nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất và tới tay người tiêu dùng. Ngon nhờ công thức chuẩn, hợp khẩu vị với các bé, dinh dưỡng cân đối, năng lượng phù hợp với trẻ nhỏ. Lành là nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín có tâm có tầm và sản phẩm súp được sản xuất tại cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000-2018 TQC-034385. An Tâm Vina Cháo là thương hiệu áp dụng công nghệ thanh trùng cho sản phẩm súp nhằm tiêu diệt các vi sinh vật và vô hoạt các enzyme giúp đảm bảo an toàn cho thực phẩm. Do mình học thực phẩm bách khoa ra cho nên mình cũng khá là khó tính và kỹ lưỡng trong cái câu chuyện liên quan đến chuẩn bị bữa ăn cho bé. Với cái việc như vậy, mình sẽ mất rất là nhiều thời gian cho công tác liên quan đến đi chợ chuẩn bị nấu nướng. Và mình cũng nhìn thấy nhiều những người phụ nữ giống mình như vậy, họ cũng rất là trăn trở cho cái câu chuyện là bữa ăn dặm cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi làm thế nào để đem đến những cái điều tốt nhất cho con của họ và họ có thể yên tâm về sản phẩm, về nguồn gốc hàng hóa. Tôi đã chọn cho mình cái sứ mệnh đó là cung cấp các sản phẩm tươi ngon lành nhằm nâng cao sức khỏe người Việt và giải phóng sức lao động cho người phụ nữ. Bên cạnh cháo dinh dưỡng tươi ngon lành, An Tâm Vina Cháo còn cung cấp các sản phẩm sữa hạt An Tâm Nất, đồi tiêm An Tâm Food giúp tái tạo và nâng cao sức khỏe. Không chỉ cẩn trọng và trau chuốt từng sản phẩm, An Tâm Vina Cháo tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp, tư vấn dinh dưỡng phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng, với giá trị cốt lõi, nhiệt huyết, tận tâm, cam kết, trung thực, kết nối. Tôi dùng Vina Cháo từ khi còn đang mang bầu và thời điểm đó thì tôi nghén, không ăn được gì. Cũng là nhờ Vina Cháo mà tôi có thể vượt qua được cái giai đoạn đấy. Thì sau này khi mà sinh bé thì tôi tiếp tục sử dụng sản phẩm Vina Cháo cho con mình vì là nó cũng giúp tôi đa dạng cái món ăn. Không những thế lại còn tiết kiệm được thời gian chế biến và tôi cảm thấy rất là yên tâm về cái chất lượng dinh dưỡng của cháo. Tôi là một người khá khó tính và khi biết đến cái thương hiệu Vina Cháo thì tôi cảm thấy là rất là yên tâm vì chất lượng cũng như là cái nguồn gốc của Vina Cháo. Và sau khi cho bé nhà tôi ăn thử thì tôi cảm thấy bé ăn rất là ngon miệng. Cùng đồng hành cùng với Vina Cháo đã được 5 năm rồi. Tôi cũng đã giới thiệu rất là nhiều bạn bè qua sử dụng cái sản phẩm của Vina Cháo. Với tầm nhìn trở thành công ty thực phẩm tươi, ngon, lành, được yêu thích nhất tại Việt Nam, An Tâm Vina Cháo cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, dịch vụ tận tâm, hướng tới mở rộng thị trường qua kênh nhượng quyền ra các tỉnh trong nước và phát triển bền vững.